chung mình nơi bất hạnh còn dài dạt ở nhiều nơi. Ta hãy đến với nhau bằng tấm lòng rộng mở, cùng chung một tiếng nói hướng tương lai đẹp tươi. Sức mạnh của nhân đạo thì trái tim mỗi chúng ta thắp sáng lên niềm tin và bao ước mơ xa. Sức mạnh của nhân đạo trong sự trẻ hôm nay là cờ chữ thập đỏ sẽ mãi mãi vươn khơi bay. Khi đất nước thân yêu đón chào một ngày mới, nhưng mảnh đời bất hạnh còn dài dạt ở nhiều nơi, ta hãy đến với nhau bằng tấm lòng rộng mở, cùng chung một tiếng nói hướng tương lai đẹp tươi. Sức mạnh của nhân đạo từ trái tim mỗi chúng ta thắp sáng lên niềm tin và bao ước mơ xa. Sức mạnh của nhân đạo trong sự trẻ hôm nay là cờ chữ thập đỏ sẽ mãi mãi vươn khơi bay.
một ngày nắng ấm